À, mẹ hãy chia sẻ thật là các cha mẹ nuôi dạy con á, các cha mẹ hay tình trạng áp đặt lắm. Mẹ ví dụ như thế này, chúng ta sẽ có một cái bức tranh chúng ta cho con của mình vẽ, chẳng hạn như chúng ta vẽ lằng ngoằng đây, đây nó như thế này, cái xong nó tô lên bức tranh này, thế chúng ta nhìn chúng ta biết là thường là con gấu thì nó màu đen chứ không có con gấu là màu hồng đúng không? Chả có cái con gấu là màu hồng. Thì chúng ta hiểu một điều rằng là gì, nó cầm một cái hòn bút màu này lên, cái bắt đầu nó tô, thế thì nó sẽ tô và sẽ nó lấy cái bút màu hồng này này để nó tô lên. À thế thì mình bảo là con phải nhìn cái hình mẫu trên này này, cái hình mẫu trên này nó là màu đen, sao nó lại tô màu hồng, không được tô màu hồng, tô màu này, tô màu này, đấy là phải tô màu này này. Đấy là phong cách hiện nay chúng ta đang dạy con. Nếu mà các ba mẹ mà dạy con theo cái cách như vậy thì mình hãy đảm bảo với các cha mẹ cái đứa trẻ số 1 được dăm bữa nửa tháng ấy, là nó sẽ không bao giờ nó học nữa và nó không bao giờ nó thích tô nữa. Thậm chí là nó cảm giác rất khó chịu với chúng ta. Vậy thì bây giờ cái cách mà chúng ta đồng hành với con á, nếu mà mình biết là cái con gấu màu đen thì mình cứ ngồi mình tô màu đen, mình bảo thế này rồi, thế thì con tô màu hồng cho mẹ nhé. Thế con chọn màu màu hồng hay màu đen nào? Nó nói nó chọn màu hồng. Rồi ok, vậy thì mẹ sẽ chọn màu đen vì mẹ thích bạn gấu màu đen. Mình hãy tôn trọng màu sắc, hãy tôn trọng mọi người, mỗi một người có sở thích khác nhau đúng không? Vậy thì bây giờ con tô màu hồng nhá, mẹ sẽ tô màu đen nha. Hai mẹ con mình cùng tô đúng không nào? Rồi, thế thì bắt đầu tô này, để cho nó tô. Nhiều các cha mẹ cứ bắt các con là phải tô màu này, phải tô màu kia, kiểu con gấu là phải thế này, con thỏ là màu trắng, rồi búp bê là phải con phải tô cái da màu hồng. Các cha mẹ biết không? Đối với những cái đứa trẻ nhỏ, cái chuyện đấy là không cần thiết. Không cần thiết. Cái cần thiết đầu tiên là phải cho con vui, chứ không phải chuyện đúng với sai đối với đứa trẻ lên 3, hoặc không phải đúng với sai đối với đứa với con của mình, nhất là những cái đứa trẻ lên 1, à lên 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 6 lên 7, ở lên 8 lên 9 lên 10 lên 12. Các cha mẹ biết là nếu chúng ta càng đúng sai thì chúng ta càng dở hơi với cái đứa trẻ số 1 đấy. Bởi vì nó sẽ cảm giác nó bị áp, nó bị ép và dẫn tới nó cảm giác nó không vui nữa, mà nó không vui nữa thì thôi nó không thích học nữa. Đấy là cái đầu tiên ạ, à, nhất là trong giai đoạn từ 0 đến 6. Vậy thì chúng ta biết là đầu tiên nếu con chọn bút lông màu hồng mà mình biết rằng là cái hình mẫu thường là cái bức tranh cái hình mẫu là nó ở trên này nó màu đen, thì chúng ta sẽ chỉ cho con là con ơi, ở trên hình mẫu là màu đen này, thế nhưng mà con muốn sáng tạo thành màu gì? Nó nói là con thích màu hồng hoặc con thích màu xanh, hoặc Mina nhà mình lại là thích tô con thú mà cầu vồng. Ok, con cứ tô đi. Trong đầu mình hãy nghĩ này, không quan trọng màu sắc, không quan trọng đẹp xấu, quan trọng là khi con cầm được cây bút là con cứng cái tay là được rồi. Đối với trẻ từ 0 đến 6 không nhất thiết là phải theo ý của mình. Khi nó cầm được cây bút, có phải là thà rằng để cho nó tô, nó cầm được cây bút nó cứng, nó vẫn tốt hơn cái việc là nó không tô nữa, nó đi làm việc khác. Bây giờ các cha mẹ thân mến nha, tuyệt đối không ép con. Hãy để con được lựa chọn theo cách của nó. Nó muốn tô màu gì cũng được. Nếu không tô được cái hình này, kệ nó, kể cả nó muốn tô màu gì đi chăng nữa kệ nó, miễn sao mình phải hiểu này. Không bổ ngang cũng bổ dọc, không bổ cái này cũng bổ cái kia. Vậy thì cái giải pháp là chúng ta hãy để cho con được lựa chọn màu, kệ nó.